Lời người biên tập Vị tổ thứ 13 của Liên Tông là Linh Nham Ấn Quang Đại Sư, Nương Đại Nguyện Luân, làm sứ giả của Đức Như Lai, Dũng Mãnh, hiện thân trong đời mạt Pháp mịt mờ, mênh mông, chuyên tu tịnh nghiệp, ngộ trọn vẹn chân thừa. Do sự giải thoát, theo đường lối tu tập trong các môn khác, khó khăn, chỉ có nương theo Pháp niệm Phật mới thoát được sanh tử, sư bèn chuyên dốc, đề sướng một tông tịnh độ nhiếp khắp các căn cơ. Pháp ngữ của Ngài được lưu truyền trọn khắp trong ngoài nước. Những người tôn sùng, kính ngưỡng, xin quy y, nào phải chỉ có mấy chục vạn người. Bình sinh, sư tu trì dũng mãnh, giao hóa người khác tha thiết, hàng tăng giả cận đại, hiếm mấy ai mong sánh bằng Ngài. Đến cuối cùng, Ngài buông tay, liền đi, điềm lành chiếu dạng, chọn không chứng ngại gì, khiến cho những kẻ thấy nghe, đều cùng cảm thán lòng tin tưởng càng thêm kiên cố quả thật là bậc hiếm thấy kể từ sau thời triệt ngộ lão nhân tịnh thông thẹn được liệt vào hàng đệ tử của ngài nhưng chưa được thân cận sư đã thị tịch hận chưa báo được ân sâu sót không cách gì thưa hỏi để đạt lợi ích liền thâu thập những gì trước của thầy sống tối giờ xem đọc kỹ nghĩ chín cảm thấy mỗi một chữ mỗi một câu đều là đuốc huệ trong đường tối là bè từ trong biển khổ như cái trống bôi thuốc độc tiếng nào cũng đều vang khắp như gương tròn lớn ánh sáng nào cũng chiếu sen có điều các di trước của sư từ nhiều nghĩa rộng chưa dễ suy lường thấu hiểu do vậy tôi bèn trích lấy những lời tinh túy nhất hoặc những câu có cùng ý nghĩa nhưng được diễn đạt thủ thắng vi diệu chọn lọc những điểm trọng yếu lựa lấy những nghĩa u huyền, biên soạn thành một cuốn sách, nhưng những phần đã chọn lọc, chỉ hạn cuộc trong hai bộ, tránh biên và tục biên. Bạn tôi là cư sĩ Đường Huệ Tuấn, vẫn hiểm chưa đầy đủ, bèn thương lượng với Pháp Sư Diệu chân trích lấy những đoạn trong bộ văn sao tam biên. Chưa được ấn hành, đưa cho tôi chọn lọc, ngõ hầu chỉ đọc những phần tinh hoa trong toàn tập, lại đạt được hiệu quả to lớn. Tổng hợp ba bộ, văn sao tránh biên, tục biên, tam biên, soạn ra 330 đoạn, lại dựa theo thứ tự trong tác phẩm tránh biên ra ngôn lục để chia thành 10 phần. Dựa theo ý nghĩa của từng câu văn, để chấm câu tường tận, cho dễ đọc, đặt tên là Ấn Quang Đại sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Xếp vào loại tài liệu quý, để giúp mình tìm tòi, lần gỡ đầu mối, hòng khích lệ chính mình tinh tấn mà thôi, chưa vội trình cho người khác biết. Dần dần, sách được các vị đại đức ở Thượng Hải, Tô Châu, nghe biết, lấy về xem. Do tác phẩm này chưa bằng được một phần mười nguyên tác, nhưng tâm truyền của Phật, Tổ, Đạo Mạch của Thánh Hiền, ý chỉ huyền áo của tịnh độ, công huân kỳ diệu của Pháp trì danh, phàm những lời bàn xứng tánh, nói đúng như sự thật của Thầy tôi, đã đều được chọn lọc không còn sót. Nếm một giọt nước biển, ắt biết được chọn vị của biển cả họ bèn cùng đề nghị ấn hành, hòng tạo lợi ích cho những người cùng hàng. Lại được hai vị Pháp sư Liễu Nhiên và Đức Sâm chiếu theo nguyên tác, giám định cặn kẽ nên tác phẩm mới được hoàn thiện. Xưa kia, trong bức thư trả lời ông Ly ẩn tẩu, đại sư đã từng dạy, văn của tôi tuy không nêu tỏ được điều gì lớn lao, nhưng kẻ sơ cơ đọc đến sẽ hiểu rõ ràng giới hạn giữa thiền và tịnh, lợi ích lớn nhỏ giữa Phật lực và tự lực, danh danh như nhìn vào ngọn lửa, sẽ tự chẳng đến nỗi muốn liễu sanh tử, mà chẳng biết đường nẻo. Cũng như trong hết thảy các pháp, sẽ thấy pháp nào cũng viên diệu, nhưng chẳng đến nỗi không có pháp nào thích hợp để hành theo. Thêm nữa, trong thư gửi cho cư sĩ X ở Vĩnh Gia, sư dạy, khuyên một người sanh về tịnh độ, chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Và, một người thành Phật, sẽ độ vô lượng chúng sanh nhưng công ấy do ta khởi sướng công đức lợi ích ấy há thể nghĩ bàn được sao? Tâm độ xanh của đại sư đến tột cùng đời vị lai vẫn vô cùng tận chỉ mong những ai đọc cuốn sách này sẽ y giáo phụng hành rộng vì người khác diễn thuyết hoặc bỏ tiền của lưu thông tự lợi lẫn lợi tha chẳng những đạt được vô lượng vô biên phước đức mà còn sẽ chẳng khác gì có cùng lời ăn tiếng nói với đại sư tiếp nhận pháp do Ngài trao truyền như đã nắm chắc bằng khoán xanh về tịnh độ. Tịnh thông, trí huệ hẹp hòi, kém cỏi đối với di huấn rộng lớn tinh vi của Thầy chỉ hơi hiểu biết được ngoài rìa, chưa thể thấu hiểu cùng tột, thật khó thể nào tránh khỏi lỗi lầm, bỏ sót châu ngọc, vẫn mong những vị đại đức trong cõi đời dạy bảo cho. Đầu thu, năm Giáp Ngọ, tức năm 1954, Bồ Tát Giới, Đệ Tử, Lý Tịnh Thông ở Hải Diêm, Pháp Danh Tông Kính, viết tại Văn Tánh Lư ở Thượng Hải vào năm 77 tuổi.